Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin sáng nay 10 tháng 3, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên máy bay đến thành phố Vũ Hán để khảo sát công tác phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố này và tỉnh Hồ Bắc. Ông Tập dự kiến sẽ thăm hỏi các nhân viên y tế, những người làm công tác cộng đồng, các cán bộ địa phương. Ở tuyến đầu chống dịch, chuyến đi này đánh dấu lần đầu tiên ông Tập có chuyến thăm tại thành phố Vũ Hán kể từ lúc dịch COVID-19 bùng phát tại đây vào cuối năm ngoái. Trước chuyến thăm của ông Tập có thông tin cho biết nhà chức trách ở Vũ Hán dự kiến đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến cabin di động ở thành phố này trong ngày 10 tháng 3. Trước đó, hồi cuối tháng 1, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến thành phố này để thị sát công tác phòng chống dịch. Tình hình dịch COVID-19 ở thành phố Vũ Hán đã có những thay đổi tích cực gần đây, theo cập nhật của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NSC. Tới cuối ngày 9 tháng 3, Vũ Hán có thêm 17 ca nhiễm mới, một con số rất thấp so với các ngày trước. Trong khi đó, số ca mới xuất viện là 896 ca, tổng số ca xuất viện ở Vũ Hán tới nay là 31.829 ca.